Cụ thể sẽ có 20 cửa hàng bán thịt heo bình ổn giá với giá thấp hơn thị trường được mở trong tháng 7 này. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp với công ty CB chăn nuôi CB Việt Nam và một doanh nghiệp giết mổ để cung cấp thịt heo ra thị trường với giá bình ổn, cắt giảm các khâu trung gian thịt heo hơi ra thịt thành phẩm. Mục tiêu của việc này là đánh giá thịt heo thành phẩm đến tay người tiêu dùng sẽ thấp hơn thị trường từ 20 đến 30 nghìn đồng mỗi kg. Hiện các bên liên quan đang phối hợp cho địa điểm để triển khai những cửa hàng đầu tiên. Khi có vị trí phù hợp, Sở Công Thương sẽ hỗ trợ các bên tham gia mở cửa hàng. Dự kiến sẽ có 20 cửa hàng rải đều ở các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ngành Công Thương sẽ đánh giá hiệu quả của mô hình này sau 2 tháng hoạt động và tính toán phương án mở rộng trong những tháng cuối năm.